cảm ơn em rất nhiều. Và để thay đổi bầu không khí, hôm nay có ban lãnh đạo của giáo xứ Hòa Bình, bên cha giáo Doan và Chichita cũng ở đây dự. Ở đây đại diện của ban lãnh đạo giáo xứ Hòa Bình cũng muốn chia sẻ niềm vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và chồng đến cha Đa Minh rồi cha giáo xứ Doan và ban lãnh đạo của giáo xứ Kẻ Sạch và giáo họ Mai Trung. Và hôm nay tôi được chúng tôi được hân hạnh là đến dự buổi tiệc này, là ngày và bây giờ tôi xin trình bày nhạc phẩm Chú Phúc Lộc để tặng cho giáo họ. Con yêu
con hoan trái nhiều.